Thưa quý vị, con Tuấn đang có mặt tại một không gian đọc sách vô cùng thân thiện. Nơi đây tựa như một thư viện thu nhỏ với rất nhiều đầu sách hay và mở cửa hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Và không gian đọc sách này có tên là An Bình và người sáng lập là chị Lê Thị Mai. Ấp ủ mơ ước xây dựng một nơi đọc sách miễn phí dành cho cộng đồng từ vài năm trước. Và đến đầu tháng 6 năm nay, chị Lê Thị Mai đã thực hiện được dự định của mình khi nhà đọc sách An Bình mở cửa phục vụ độc giả tại số 78 Thi Sách, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Với không gian khoảng 45m², nơi đây hiện có hơn 500 cuốn sách phục vụ bạn đọc với nhiều thể loại khác nhau. Mỗi độc giả có thể tự chọn cho mình cuốn sách yêu thích và không phải tốn bất kỳ một khoản phí nào. Mình cũng hay tranh thủ có thời gian mình hay tới nhà mình đọc. Và khi nào những ngày nghỉ mình sẽ đưa con mình tới để cho con biết được rằng hình thành cái thói quen đọc sách như thế nào. Thì con mình tuy chưa biết chữ nhưng mà bé đã biết những chọn những quyển sách để xem tranh, xem hình. Điều đó là mình rất là thích. Hôm nay đến đây đọc sách con cảm thấy rất là vui vì ở đây rất là nhiều sách. Con đã chọn cho mình được một cuốn sách rất là hay mà con rất thích. Tuy chỉ mới mở cửa phục vụ bạn đọc chưa đầy nửa năm, nhưng nhà đọc sách An Bình đã dần trở thành điểm hẹn cho những ai yêu sách. Xin chào chị Mai ạ. Ngày hôm nay Tuấn rất vui được ghé thăm không gian đọc sách của chị ạ. Chào Tuấn. Dạ. Con Tuấn muốn hỏi là điều gì đã thôi thúc chị tạo nên cái không gian đọc sách này hoàn toàn miễn phí dành cho cộng đồng? Trước đây là chị Mai có một người con trai rất là thích đọc sách và cháu đã đọc sách rất là nhiều. Và chị Mai là người thường xuyên đi công tác xa nhà. Và lúc nào mỗi lần món quà mà về cho con sau những chuyến đi xa là những cuốn sách. Thì khi cháu hình thành thói quen đọc sách và do cái công việc cũng nhiều áp lực và bộn bề thì chị dừng lại và chị cũng cùng đọc sách với con. Khi mà cháu xa nhà để tiếp tục con đường phát triển tri thức thì những cuốn sách ở trên tầng tư của ngôi nhà và nó nằm yên. Chị nhìn những cuốn sách mà khi không vắng mặt của con thì chị có một ý tưởng là ngày nào đó chị sẽ đem những cuốn sách nó xuống dưới tầng 1 và chị sẽ đem những cái kệ sách nó xuống và chị đầu tư một không gian đọc miễn phí cho cộng đồng. Chị muốn lan tỏa cái văn hóa đọc đến rất là nhiều người dân và chị có một cái niềm tin rất là mãnh liệt là khi mà mình còn đọc sách thì mình còn sẽ tăng cái tri thức, rồi cái nhân cách, rồi cái tâm hồn. Và hiện nay thì chị rất là mong muốn là mọi người dân của mình lưu giữ cái văn hóa đọc sách truyền thống. Có thể thấy là mục đích tạo nên cái không gian đọc sách này là hết sức nhân văn, hết sức ý nghĩa, mong muốn lan tỏa những cái giá trị tích cực từ văn hóa đọc đến với cộng đồng. Vậy thì chị Mai có thể giới thiệu thêm là không biết là trong cái không gian đọc sách này có bao nhiêu quyển sách và nó đã được sưu tập như thế nào? Trong nhà sách này là trước đây nhà chị là có khoảng là từ 200 đến 300 đầu sách. Từ ngày mở ra đến trừ thì hầu như chị không mua sách nữa. Mà nó có một cái rất là hữu duyên là tất cả những cái bạn đọc trên thành phố Đà Nẵng mình là gửi tặng sách. Rồi trên ví dụ như ở Hà Nội, ở Sài Gòn, rồi những người đã đến đây đọc sách và những người biết qua trang Facebook của chị thì các bạn đã gửi, thì bây giờ trên nhà sách này hơn 500 đầu sách và những đầu sách rất là giá trị. Cô Tuấn được biết là không gian này là một không gian mở miễn phí. Vậy thì trong quá trình vận hành chị có gặp những cái khó khăn nào không? Khi mà chị tâm sự với nhiều người để có cái ý kiến chung trước khi để hình thành nhà đọc sách miễn phí cho cộng đồng á, thì mọi người có nói rất là sợ. Thứ nhất là sợ bị mất sách. Thứ hai á là sợ mình không có đủ sức để mà chăm sóc cái nhà này. Nhưng mà khi chị đã quyết định chị làm thì chị thấy những cái điều nó không ở đây hình như rất là may mắn. Là chúng ta rất là vui mừng khi mà cái số lượng đầu sách tăng lên. Không phải do chị tự mua nữa mà các độc giả đã gửi về tặng là cái thứ. Thứ hai nữa thì chị thấy rất là hạnh phúc là tất cả cái nhà sách nó vẫn được sạch sẽ, gọn gàng, ngang nóc. Và mỗi buổi chiều mà chị không có ở đây, chị đi đâu đó, chị quay lại thì chị vẫn thấy là các bạn trẻ đọc xong thì vẫn xếp ghế ngay ngắn. Chị thấy mỗi bạn dù bất kỳ lứa tuổi nào đến đây cầm cuốn sách đọc là tự nhiên chị thấy cái hạnh phúc nội tâm chị tăng lên và chị rất là vui. Và chị cũng rất là mong muốn là các cái cô chú mà về hưu á, mà có thời gian á, thì cũng mong muốn đến đây để đọc sách cùng gia đình. Rất cảm ơn những chia sẻ của chị và con Tuấn hy vọng rằng không gian đọc sách của mình sẽ tiếp tục đón nhận thêm nhiều sự quan tâm và yêu thương đến từ cộng đồng.
Vân có thể nói được đọc sách trong một không gian thân thiện và mát mẻ như thế này quả là một điều tuyệt vời. Và hy vọng rằng không gian đọc sách an bình của chị Lê Thị Mai sẽ trở thành một niềm cảm hứng để có thêm nhiều không gian đọc sách miễn phí lan tỏa tình yêu sách đến với cộng đồng.